Xin mến chào quý vị và các bạn. Sau một vài buổi làm việc thì gần như toàn bộ cái vườn cam đã được phá bỏ. Và đây là những gì sau một vài buổi làm việc. Toàn bộ những cây cam đã được chất lên thành từng đống và bây giờ ngày hôm nay bác Tải sẽ tiến hành vun lên để đốt các bác ạ. Đấy. Cái đống phía bên tay trái của các bạn thì còn khá là khô. Còn cái đống trước mặt đây thì đang được đốt cháy. Cái đống này là đống làm đầu tiên của cái mảnh vườn này nên nó khô nhanh hơn. Để có thể đốt cháy được toàn bộ cái phần cây cam này thì bác Tài sẽ phải vun từ dưới vun lên, vun vào chính giữa ngọn lửa để cho nó cháy. Và tất nhiên để cháy được những cây cam này thì chúng ta phải mồi. Mồi ở đây đó chính là mồi dầu, dầu diesel hoặc dầu hỏa. Thông thường thì mồi dầu diesel chứ không mồi dầu hỏa các bạn ạ. Và đặc biệt xăng cũng không mồi. Do là mấy ngày hôm trước ở đây có mưa rất là to, mưa rất là nhiều ngày nên là không thể làm được. Và đặc biệt nữa là cây cối nó ẩm ướt nên không có cháy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy con đường này. Đấy, hôm trước thì ở đây nó rất là khô ráo nhưng mà sau có một vài ngày thôi, bây giờ nó lầy lội như thế này. Và đây là một cái phần đống cây cam đang được đốt các bạn này. Đấy, ngọn lửa nghi ngút, ngọn lửa bùng cháy. Đi vun để đốt những cây cam này cũng phải có kỹ thuật nha. Chứ không có kỹ thuật thì nhiều khi là mình vun quá thì lấp mất cái đám cháy, nó không cháy nữa. Hoặc là mình vun không tới thì sẽ không đủ cái cây để cháy. Và một điều đặc biệt là không cẩn thận nhiều khi còn cháy cả tiêu của mình ấy. Đấy. Đấy, trời hôm nay thì có nắng rất là phù hợp để đốt cây. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng theo dõi từ góc nhìn trên cao nhé. Toàn bộ cái vườn cam gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ và được chất thành nhiều đống. Do là vài ngày hôm trước có mưa rất là to nên khiến cho cái cây cam này nó bị ẩm ướt, dẫn đến cái việc đốt cháy nó sẽ khó hơn. Và nó gây ra cái tình trạng là bị yếu cái nền đất. Và các bạn có thể thấy trong video, cái nền đất hiện tại rất chi là yếu. Chính vì vậy nên là muốn di chuyển qua di chuyển lại rất là khó khăn. Lúc này thì bác Tài vẫn đang tiến hành vun những cây cam ở phía bên dưới lên trên đống để tiến hành đốt các bạn ạ. Ở đây thì trong video các bạn có thể thấy bác Tài mới vun được khoảng 4 đống to và chỉ còn một góc nhỏ phía bên phải vườn kia là còn cây thôi. Còn lại gần như là đã được phá và dọn dẹp xong xuôi rồi. Nếu như thời tiết mà có nắng thì chỉ trong vòng 2-3 ngày thôi thì toàn bộ những cái đống cây cam này sẽ được đốt xong xuôi. Cách đây vài ngày thì ở đây là một cái vườn cam rất là đẹp và thơ mộng. Nhưng chỉ sau một vài ngày thì ở đây lại trở thành một cái bãi đất trống màu mỡ. Ở đây khả năng cao sau khi phá xong thì bác chủ sẽ tiến hành trồng chuối các bạn ạ. Và phía trước trong ngoài nhỏ của các bạn kia chính là những cái vườn chuối, những cây chuối xanh mơn mởn. Hầu như nhà ai nhà nào cũng đều có cây chuối. Chuối trồng thì nó sẽ đỡ được cái công chăm bón và chăm sóc hơn rất là nhiều so với những cây cam này. Và chuối thì bao giờ nó cũng có giá và dễ bán. Và những cây cam này thì bây giờ rất là nhiều rồi và cái tỷ lệ bán cũng rất là rẻ. Chính vì vậy nên là phá cam đi để trồng chuối là một sự lựa chọn của bác chủ. Phía bên đầu ngoài, cái đống đầu tiên mà bác Tài phá ấy, cái đống đấy thì phá vào đúng cái hôm nắng và cái ngày hôm sau nữa nó cũng thừa hưởng được những trận nắng tự nhiên, dẫn đến cái việc là rất là nhiều cây nó khô. Mà nhiều cây khô như vậy thì tỷ lệ đốt cháy nó sẽ được nhanh hơn và dễ dàng hơn. Còn những cái đống phía bên phải, phía bên trái và phía đằng sau thì là những cái đống mà mới được chất lên. Những cái cây cam này không riêng gì là lá, cành mà còn cả những cái phần gốc rễ. Đấy, những cái phần gốc rễ thì các bạn biết rồi, nó bám rất là nhiều đất.
Mà đặc biệt khi chất thành những cái đống cao như vậy ấy, thì khi mưa xuống nó sẽ tạo thành một cái đống ủ. Đấy, cái đống ủ này thì dẫn đến cái việc là nó ẩm ướt nhiều hơn, và không có gió, không có nắng vào thì sẽ lâu khô. Mà cái việc không khô như vậy thì khi mồi lửa thì đốt rất là khó khăn. Và trong buổi hôm nay thì anh em tôi dự đoán là chỉ đốt được cái đống phía đầu ngoài thôi. Còn cái đống phía đầu trong này nếu như mồi mà không cháy thì sẽ phải để dành sang hôm sau đốt tiếp. Đấy, trông thế thôi nhưng mà đốt nó khá là khó đấy các bác ạ. Những cây cam này thì nó cũng dễ cháy thôi, nhưng mà nó cần phải được tái đi, tức là nó khô hơi sơ sơ một tí là có thể được đốt được cháy. Và nếu như mà nó còn quá tươi thì cái việc đốt cháy khá là khó. Đấy, chắc bác Tài sẽ đánh cây trong vòng một ngày, đốt trong vòng một ngày nữa xong thôi. Còn bao nhiêu thì sẽ dùng sức tay để vun. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bác Tài vun gốc để chất thành đống để tiếp tục đốt những cái cây cam này nha. Để có thể gom được toàn bộ những phần cây cam ở bên dưới lên trên đỉnh của cái đống, thuận tiện cho cái việc được đốt cháy dễ dàng hơn, thì bác Tài của chúng ta đang sử dụng quả gầu ngược, giống như kiểu là bón cho con ăn đấy. Dùng những cái gầu ngược để xúc những cái phần cây này đổ lên cái phần đỉnh đống. Và bây giờ thì cái đống cây cam này đang được đốt cháy chỉ trong vòng khoảng vài phút nữa thôi, thì cái đống này nó sẽ cháy mạnh mẽ hơn. Thời tiết bây giờ có nắng nhưng mà những cây này hiện tại vẫn đang rất là tươi, không thể bật cháy mạnh được. Đấy, các bạn thấy cháy này. Đấy, cây nó còn tươi nên là nó rất là khói. Chỉ khi nào mà nó bốc cháy thành lửa lên thì mới bớt khói. Và để đốt được những cái phần cây này thì bác Tài cần phải xúc làm sao để không bị tắt cái ngọn lửa, và xử lý như thế nào để tránh trường hợp là nó cháy cả cái phần tiêu đeo của cái tháo lắp nhanh kia. Nghi ngút luôn. Bao nhiêu là cây cam chất trong cái đống này. Đây là máy xúc đang tiến hành nướng củi đây. Một khi lò đã cháy rồi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cái này nếu như mấy hôm trước mà không mưa ấy, tầm này chắc là cháy ác lắm rồi. Cái này sẽ vun theo một vòng tròn luôn, vun vào giữa cái điểm mà có cái lửa đang cháy. Một công việc gọi là khá là nhàn. Lười quá nên là mới chỉ có khói thôi.
phải bụi cao hơn nữa. Củi tắt thì cần phải có người rụt vào. Cây cháy hết rồi thì cần phải von lên. Đấy, tầm này bắt đầu là lắng nóng rồi. Bắt đầu là cháy đến đâu nó nóng đến đấy là cháy mạnh rồi. Đây này, những quả cháy như vậy các bạn thấy này rất là nguy hiểm cho cái phần tiêu của tháo lắp nhanh. Chỉ cần không để ý thôi, chỉ cần sơ sẩy một tí, vùi sâu xuống, ấn sâu xuống thì rất là dễ bị cháy. Không dùng máy vun lên thì cũng không thể cháy được, mà không dùng máy thì người cũng không thể vun lên được. Toàn những cây phải nói rất là to. Đấy, cái đống phía đầu tiên bắt đầu đã lên lửa. Điện trên chiếc Hyundai 1400 này thì các bác đã quá là quen thuộc rồi. Anh điện thì chuyên phá rỡ, và một điều đặc biệt là anh điện chuyên làm ao làm chuông, mà làm ao làm chuông thì lại làm bằng con máy lốp này luôn các bạn ạ. Đấy,
một ông anh trong làng lái máy đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, và đặc biệt là anh ấy có một cái sự liều lĩnh là mau, không phải là ai cũng làm được các bạn ạ. Và điều đặc biệt là còn dùng máy lốp làm nữa cơ. Năm nay thì anh Điện cũng chưa đi làm ao nhiều nên là cũng không có nhiều video về cái phần làm ao của con bánh lốp này. Bản thân mình nhiều lúc nhìn cái ao mà lầy lầy quá mà bảo bánh lốp xuống thì cũng không dám làm, và chẳng may nó lún lầy đấy lại thuê xe kéo rồi không lên được nữa, rất là tốn kém nên là mình không chơi. Nhưng đối với anh Điện thì chỉ cần gọi là điều đâu rồi anh đánh đấy. Một người anh rất là dễ tính, dễ thương. Nghe có vẻ cái đống này hiện tại chất cao quá, chất nhiều quá nên là lửa không được bùng lên, vẫn đang trong giai đoạn là om khói. Cây, cả cành, cả lá lên trên đỉnh đống hết. Gióm rồi nhưng mà không ăn thua gì cả, không có đi kiến, đi cỏ gì. Cái này mà chỉ cần nắng độ khoảng đôi ba bữa, nắng cái tháng mùa hè này các bạn, thì nó mới có gió nữa thì nó sẽ rất là nhanh khô. Nó chỉ cần khô hơi tay tái một tí thôi, thì khi mình đốt sức nóng của lửa kèm với cái phần những cái nó đã tay tái rồi, có gió nữa, có nắng nữa thì nó cháy rất là nhanh đấy. Và kia trước mặt các bạn kia thì có thể thấy cái đống đầu tiên lửa đã bùng lên rồi, bùng lửa đỏ to lên rồi, thì cái đống đấy sẽ cháy nhanh hơn và sẽ xong trước. Và cái đống này thì chưa khô, khả năng là xong sau. Bây giờ thì anh Điện sẽ phải di chuyển máy sang cái đống đầu tiên để tiếp tục con những cái phần cây cam xung quanh và cho nó cháy to hơn, giúp cho nó bùng mạnh hơn, hơi lầy lội. Đấy, hồi nãy là vun cái phần trước mặt trước, bây giờ sẽ vun sang phần bên hông, lầy như thế này. Là hai đống này đống nào cũng đang bén và cháy thì vun đống nào cũng đều được hết, tiện đâu thì sẽ vun đấy để giúp nó cháy nhanh hơn.
do là cái cây cam này còn quá là tươi, cộng với cái việc là vài ngày gần đây mưa to gió lớn quá là nhiều nên những cái cây cam này khi đốt không cháy được to. Những cái đống này hiện tại thì vẫn còn đang âm mỉ này, gọi là chỉ cháy theo kiểu gián đoạn thôi. Còn cái đống phía trước mặt, cái đống đầu tiên kia thì là cái đống đầu tiên. Cái đống đấy khi dọn nó có nắng, và đặc biệt sau vài ngày sau thì nó đã khô hơn rất là nhiều, nên cái tỷ lệ cháy rất là cao. Có khả năng đống đó là cái đống mà sẽ cháy vào xong đầu tiên. Và hiện tại thì bác Tài đã hoàn thiện xong cái việc vun cái đống đầu tiên đó và cái đống này rồi. Bây giờ thì bác Tài sẽ di chuyển máy sang cái đống thứ ba này để tiếp tục vun những cây lên để đốt cháy. Cái đống này thì có khả năng là cháy kém hơn vì là nó quá là tươi các bạn ạ, toàn những cây tươi thôi, mà đặc biệt cái cây này thì chưa hề khô được một tí nào. Cái đống kia thì nhìn rất là xịn xò rồi, chả bao lâu nữa là sẽ xong. Phần này thì bác Tài sẽ tiếp tục xử lý cái đống này. Cái đống này mà không cháy thì sẽ phải đợi một vài ngày sau thôi. Đây, thấy cái đống kia bắt đầu lửa lên, lửa lên quá này. Nó cháy to chưa? Đấy thì bùng cháy chứ không phải là âm mỉ nữa. Và đây thì bác Tài sẽ tiếp tục von để hoàn thiện đốt cháy cái đống thứ ba này. Đống này thì đang được các bác thợ mồi. Thời tiết lúc này đang quá là nắng, nhưng mà nắng nóng so với con người thôi, còn so với những cây cối còn tươi này không xi nhê không là gì cả các bạn ạ. Video của em hôm nay xin được phép kết thúc tại đây thôi. Buổi chiều thì bọn em sẽ tiến hành đốt tiếp các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video lần tiếp theo.